Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam quốc tế 2020 vừa tổ chức buổi họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép tổ chức tại Việt Nam dành cho nữ doanh nhân người Việt từ 23 đến 35 tuổi. Đặc biệt, ban tổ chức cho biết đang trình công văn xin bộ cho nới rộng biên độ tuổi thành 25 đến 40 tuổi và thí sinh được phép can thiệp về phục hồi y khoa. Tuy nhiên, khái niệm can thiệp y khoa khiến nhiều người vẫn khá mơ hồ, không biết có khác gì so với phẫu thuật thẩm mỹ. Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức đã có những lý giải cụ thể. Cái quy trình thi hoa hậu chúng ta thì hiện nay đã quy định rõ là không chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Chắc chắn như vậy thì cuộc thi này cũng phải chấp nhận đúng như vậy. Một cuộc thi mà của chính thức của bộ cấp phép thì chúng ta phải làm đúng cái quy chế đó, tức là không phẫu thuật thẩm mỹ, không chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng chấp nhận phẫu thuật y khoa. Nó khác nhau ở chỗ nào? Phẫu thuật để cho người xấu thành đẹp lên hoặc là đẹp hơn ấy, thì gọi là phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không? Như là làm thay da, làm gì vân vân. Nhưng phẫu thuật y khoa tức là phẫu thuật. Tôi ví dụ, có một cái cô gái đẹp đang đi ngoài đường, cô bị ngã gãy một cái răng, thì cô phải làm cái răng giả chứ, hoặc là làm một cái răng mới mà phẫu thuật y khoa. Đấy, tức là phẫu thuật, những cái phẫu thuật bắt buộc ấy, bắt buộc anh phải phẫu thuật để mới hoàn thiện con người, để hoàn thiện con người. Anh ngã gãy răng thì anh phải chắc cái răng, phải không ạ? Rồi anh ngã rách da thì anh phải, tức là đấy là cái phẫu thuật gọi là phẫu thuật y khoa. Phẫu thuật đấy là phẫu thuật bắt buộc phải phẫu thuật để làm cho con người sau bị gặp một cái gì đấy ấy, thì anh phải làm lại cho nó hoàn chỉnh con người. Còn phẫu thuật là anh cũng người bình thường như thế, anh không phẫu thuật cũng không sao cả, thì người đó anh muốn phẫu thuật để thay đổi gương mặt đẹp đấy thì gọi là phẫu thuật thẩm mỹ. Vòng sơ tuyển cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 3 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vòng bán kết sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2020 tại Huế. Đây cũng là địa điểm diễn ra đêm chung kết vào giữa tháng 4 năm 2020.